Xin chào quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Mê Công. Thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu quý bà con nông dân một cái mảnh đất ở huyện Dòng Ghiền, tỉnh Tiền Giang đã lắp đặt hệ thống tưới ở bên công ty chúng tôi, với là cái phương thức tưới ở đây là phương thức tưới phủ cho toàn bộ cái mặt đất ở đây nha bà con. Thì với cái diện tích, tổng diện tích ở cái miếng đất này thì nó có tổng diện tích là 18.000 mét vuông. Anh khách ở đây tên là anh Thanh và anh Duy, là hai anh em đã hợp tác để làm cái mảnh vườn ở đây, để làm cái hệ thống tưới ở đây và trồng luôn cái phần cây giống của bên công ty chúng tôi, đó là cây sầu riêng và cây mít nha bà con ha. Ở tổng cái số lần tưới của chúng tôi bố trí ở đây như là 3 lần tưới cho 3 khu. Khu đây và 2 khu phía sau. Thì cái khu đầu tiên của tôi thì là đây hết bà con. Là tôi đang quay ở đây là cái pha tưới đầu tiên của cái hệ thống ở đây. Ở đây anh trồng sầu riêng, mít và măng cụt hết bà con ha. Có xen vô ở đây là một số cái cây đu đủ. Với ở đây chủ vườn sử dụng cái loại bét là bét MK88 với lượng là 90 lít trên 1 tiếng đồng hồ. Thì với cái đường kính bét tối đa là tầm khoảng 3,5 đến 4m. Nó rất là xa ha bà con ha. Bắn qua tới hút cây cột bên đó. Thì từ đây qua tới cây cột bên đó tầm khoảng 4m. Với cái cách tưới phủ này thì chúng ta sẽ có thể là tiết kiệm được cái lượng nước tưới và tưới được hết trơn cái toàn bộ cái mặt đất ở đây. Quý vị con dân có thể trồng sen thoải mái những cái loại cây như là rau màu và cây những cây bông như thế này. Những cây bông như thế này và những trồng những cái loại mà cây mà sen vào nó có thể nó tán nó thấp hơn. Cái thân cây nó thấp hơn cái cây cắm thì chúng ta có thể trồng rất là thoải mái và nó có thể hoạt động tưới hết trơn cho cái mặt đất ở đây. Nó sẽ ướt đều cái mặt đất ở đây cho quý bà con dân. Thì một pha tưới như vậy ở đây hoạt động tầm khoảng 30 phút một lần tưới. Một lần tưới là 30 phút. Thì với 3 pha tưới tầm khoảng 1 tiếng 30 phút thì chúng ta có thể tưới phủ hết trơn toàn bộ cái mặt đất của 18.000 mét vuông ở khu đất ở đây. Thì do cái tình hình chúng ta đang vô cái mùa mưa thì anh khách đây tưới rất ít, nhưng mà với cái điều kiện thời tiết mùa mưa như thế này thì nắng mưa nó cũng thất thường. Khi mà không có mưa tầm khoảng 2 đến 3 ngày thì cây bắt đầu có biểu hiện là nó bị héo lá nha bà con. Tại vì cái cây của mình nó đã sống quen với cái điều kiện là có nước, mưa dồn dập có nước. Nhưng mà tự nhiên ngưng 1-2 ngày mưa thì bắt đầu cây nó sẽ bị sốc nước. Thì đối với cái hệ thống tưới ở đây, khi mà không mưa thì anh vẫn tưới cho nó đừng có bị sốc nước ha bà con ha. Thật sự thì hệ thống tưới nó cũng rất là cần thiết trong cái điều kiện là cái mùa mưa của chúng ta. Nếu như mà chúng ta đã tưới thường xuyên, ngày nào cũng có mưa hết, nhưng mà qua bữa sau hoặc qua bữa sau nữa mà nó không có mưa, đất của mình vẫn còn ẩm bình thường, nhưng mà nó lại không có nước, tiếp tục không có nước nữa thì sẽ bị sốc cây. Và lúc đó sẽ làm cho cái cây chúng ta bị suy lại, nó ngưng phát triển lại một cái thời gian đó.
và nó sẽ kéo theo luôn cái hệ lụy sau này là sẽ bị bệnh nhiều cây, bệnh cây nhiều hơn. Rất là đẹp ha bà con ha, nó tưới hai ở đây là hai hàng bét, chúng tôi bố trí là hai hàng bét, tưới rất là đều. Khoảng cách bét ở đây tầm khoảng 3,5 m đến 4 m là một bét. Thì ở đây là hoạt động cái pha tưới thứ hai ha bà con ha. Thì chúng tôi đang hoạt động cái pha tưới thứ hai để tưới cho cái khuôn viên ở phía sau. Thì pha tưới ở đây thì cũng đã trồng sầu riêng của bên chúng tôi xong rồi, và trồng mít cũng mới vừa trồng mít và sầu riêng xong ha bà con ha. Thì quý vị công dân và các bạn thấy thì những cái giọt nước này nó ra tới cái mí ngoài này của cái clip luôn, hầu như là ra gần ra tới mương, thì nó đã phủ đều hết trơn hai hàng bét, nó đã phủ đều hết trơn toàn bộ cái mặt clip ở trên cái khu vườn này và những cái mặt clip tương tự. Đó là những cái clip tương tự kế bên mà chúng tôi đang hoạt động cái hệ thống tưới. Thì đối với khi mà chúng ta trồng xen quá nhiều loại cái cây ăn trái trên cái vườn, hoặc là trồng rau màu, chúng ta tưới phủ là cái phương án mà chúng ta tiết kiệm tối đa được cái chi phí mà để lắp đặt cái hệ thống tưới ở đây. Thì khi quý bà con nông dân và các bạn nhìn thấy những cái hàng bét ở đây bà con ha, nó trắng đều hết trơn toàn bộ cái mặt clip ở đây của chúng ta. Đối với một cái gốc sầu riêng này thì như vậy, gốc sầu riêng ở đây thì chúng tôi bố trí những cái bét xung quanh nó rất là đông, cho nên khi mà cái cây sầu riêng của chúng ta lớn đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có thiếu nước. Khi mà tầm khoảng 5-7 tuổi gì đó thì chắc chắn một điều nó sẽ không bao giờ thiếu nước, vì nó đã được bố trí bét xung quanh rất là nhiều. Khi mà tán ra tới đâu đi nữa thì nó vẫn có thể hoạt động được cái bét tưới nó tới cái tán ở chỗ đó, nó sẽ không bị thiếu nước và dẫn đến cái tình trạng mà suy cây. Thì chắc chắn một điều là cây chúng ta sẽ phát triển khi mà chúng ta đủ nước. Thì xin nhắc lại quý bà con nông dân, thì ở đây chúng tôi sử dụng là bét MK88 90 lít trên 1 tiếng đồng hồ để tưới phủ toàn bộ cái mặt clip ở đây. Phủ toàn bộ cái mặt đất của cái miếng vườn. Nói chung ở đâu cái miếng vườn, ở đâu trên cái miếng vườn này có đất thì ở đó thì chúng tôi bố trí bét và tưới phủ đều hết trơn cái mặt đất ở đó. Chỉ có khuôn viên ở nhà là không có thôi, nhưng mà sân nhà thì vẫn có nha bà con ha. Chúng ta bây giờ chúng ta đi tới cuối nguồn để chúng ta xem thử cái hệ thống nó hoạt động như thế nào. Cuối nguồn nó có mạnh giống như là ở đầu nguồn không, và cái lượng nước ở cuối nguồn nó có tương đương với cái lượng nước ở đầu nguồn không. Khi chúng ta quan sát bằng mắt thường thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thấy rõ được cái điều đó, nhưng mà quan sát bằng mắt thường thì chúng ta có thể thấy được cái độ tương đối. Và cách để mà xác định cái lượng nước tốt nhất thì chúng ta sẽ cầm cái bét lại và chúng ta coi cái bán kính bét nó ra được bao nhiêu bao xa. Những cái bét ở đây là những cái bét mà cuối cái giống 20 hả bà con. Đó, bây giờ con dàn thấy không? Bán rất là xa ha. Chúng ta nhìn ra ngoài nước đi. Đó là những cái đường kính của bét mà nó ra tới ngoài đó. Rất là xa ha bà con. Và ở đây là những cái bét cuối nguồn. Để tôi sẽ quay cận cảnh những bét cuối nguồn cho quý vị con dân và các bạn thấy. Ở đây là những cái đường dây cuối nguồn của cái bét. Đó, nó cũng ra tới đó, nó cũng ra quá xa đi, để chứng tỏ được một điều chúng ta là cái hệ thống ta hoạt động đang rất là tốt và đủ áp suất nước để mà chúng ta hoạt động cái hệ thống ở đây. Thì video của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm dừng. Thì nếu quý bà con nông dân và các bạn có nhu cầu để tư vấn về hệ thống tưới bên công ty chúng tôi thì hãy nhớ để lại số điện thoại, bên công ty chúng tôi sẽ phản hồi lại quý bà con nông dân và một cái thời gian mà nhanh nhất, sớm nhất để đáp ứng đúng nhu cầu của quý bà con nông dân và các bạn. Thì video đến đây xin được tạm dừng. Chúc quý bà con nông dân và các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và đạt nhiều thành công trong công việc ha bà con.
Xin chào và hẹn gặp lại quý con nông dân trong cái video lần sau. Xin chào tạm biệt.